Đây, thủy tiên supply nha các bạn. Hả? Hello. Sorry. Em không hiểu. Hello. Đây hả? Ui giời. Ôi trời. Chào thủy tiên về với bạn. Đây. Ok, bây giờ là chắc là rồi, mình đi thì mình đi cho họ đi. Dạ. Dạ. Ok. Ok, hello, chào các bạn nhá. Ok, hello, chào các bạn. Chào các bạn nhá. Ok, chào mừng các bạn đến với channel Quang Lâm Vlog của chúng Châu Phi nhá. Đấy, thì video hôm nay là mình với anh Tiến, với Điệp bây giờ đi lên công ty anh Hòa nữa, cả anh Hòa và anh Gửi nữa, đi ra sân bay đón Hoa Hậu nha các bạn. Đấy, sời, đeo kính vào đi. Đeo kính vào cho tự tin mà, không phải sáng ngày ra đúng là chưa rửa mặt. Đấy, hôm nay là Thủy Tiên sẽ từ Luanda bay về Wambu. Thì do là đường đi nó khó khăn quá các bạn, nên là Thủy Tiên chỉ bay máy bay thôi. Nên là anh em tôi không lên Luanda đón nữa, mà đón ở Wambu đây nha các bạn. Đấy. Cũng là đón ở sân bay. Đấy, cũng đón ở sân bay. Đi mua Ipoa cho anh Tiến ra tặng các kiểu. Rồi để anh mua cho em tặng. Hả? Anh mua tặng cho em tặng. Đấy. Không biết rồi, đi cào cái râu các bạn. Ờ, mát đây, mát chứ con áo mới, cái con chưa vẫn mát các bạn ơi. Thôi không sao đâu, tí là nhờ Thủy Tiên nói giật hổ cái má, giật hổ anh cái má. Đấy, ok các bạn. Nói đùa như lịch trình của Thủy Tiên thì sẽ là anh em mình lên đón ở sân bay, về khách sạn cho Thủy Tiên cất đồ. Đấy, sau đi xuống Nhật Bản để thăm hai giếng. Chào. Sau đó là về thăm người dân và nghiêm thu trao giếng, trao giếng cho người dân. Đấy thì lúc ấy là trao xong thì chắc là phát kẹo bánh cho người dân rồi về. Ngày mai là bắt đầu là tiến hành lên tất cả các bạn của anh em tôi đang làm ấy. Đấy, để tham gia những hoạt động từ thiện nha các bạn, và cũng như là đồ chơi, cuộc thi đi hoa hậu các kiểu nha các bạn. Đấy, tất mắt là phải đi cạo cái râu đã. Đấy, cái râu xung xuê như này chết được, tóc tai như này. Anh em cũng nhiều việc bận quá, tôi nói là đi chạy chương trình cho từ thiện ở dưới bản này, là có một tập thể anh em là cũng chạy đôn chạy đáo. Đấy, đấy, anh em trong team thì bây giờ là chuẩn bị rồi, cả đêm chứ không ngủ đâu, thao thức cả đêm này, Tiến này 2 giờ mới ngủ này, thao thức đấy, thao 2 giờ mới ngủ các bạn. Ok, bây giờ các bạn chờ đón nha, anh em mình đến sân bay để đón Thủy Tiên nha. Ok nha các bạn, đấy hiện tại là anh em mình đang ở sân bay ở Wambu, thì có hai vợ chồng Sarah lên kịp thời đây luôn. Đấy. Xin chào mọi người. Bay suốt từ đêm qua. Còn chạy nhanh hơn là máy bay của Thủy Tiên. Đáng nhẽ là tất cả anh em cùng trong team đều cùng đi đón Thủy Tiên, nhưng mà mỗi anh em là một nhiệm vụ ở nhà là để một công tác chuẩn bị đấy, để sắp cho xếp. Sắp xếp của Thủy Tiên. Cỗ bàn. Đây, cỗ bàn các thứ đây. Cỗ hoa các kiểu. Cầm kiểu đó, cầm kiểu đó. Mọi người đáng nhẽ sao là phải cắt một bông hoa cài lên cái chỗ này nữa đấy ạ. Tài sáng trái chịu cắt. Thôi lâu còn chưa cáo. Thôi bây giờ còn lại chờ này. Bây giờ là đi vào chỗ. À, mở cửa rồi. Bây giờ anh em đi vào bên trong nhá. Đi, anh em mình sẽ tiến vào khu vực của nhà gái. Họ nhà gái đang ở trong kia đợi rồi. Anh Tiến là đại diện à? Anh Tiến là bên ban đại diện hả? Bọn em là tháp tùng thôi nhỉ? Cho bố mẹ các bạn ở đây. Anh em mặc cho họ nhà trai. Họ nhà trai. Để đi đón họ nhà gái. Chờ bọn nó ra. Đấy. Đấy. Để nâng niu. Rất là hoành tráng nhỉ. Anh Tiến là xí cho bò hoa này. Chết chứ. Ở bên này ở dưới tỉnh của mình thì mua được cái bông hoa nho nhỏ thế này, xinh thế này rồi. Ê, đây rồi. Đâu. Đó đứng đấy thôi. Đấy, ở sân bay dưới tỉnh là chỉ có đứng ở bên ngoài này chờ đi ra thôi, chứ vô trong được đâu. Không vào bên trong. Quá tươi luôn nha. Thả cánh lên luôn. Xuống luôn này. Hoa hồng nhiều. Bình tĩnh thôi nha, bình tĩnh. Đây là lối ra đây ạ. À?
chạy lại mà ôm luôn đi. Ô, bình tĩnh, chạy lại ôm luôn. Từ từ để nói đã. Bình tĩnh này, không được hồi hộp này. Nhìn thấy một cái là ôm hôn thắm thiết. Đấy. Chào mà. Chào tặng hoa. À, tặng hoa. Mặt gì ở trong. Rồi. Bây giờ là chờ nhá, chờ Thủy Tiên sang nhá. Xin đâu? Hả? Đâu xin cái bữa. Ui giời. Ui giời, xin nước hoa ai đốt à? Xin nước hoa ai đốt vào mồm. Có chịt không? Anh xin cái gì đây? Nước hoa. Nước hoa. Trời, chịt nước hoa không mồm các bạn. Cày thật ê nhỉ. Ra. Chưa đang ưu tiên. Hồi hộp quá, cả đêm chưa có ngủ đâu. Thực trắng cả đêm. Mặt tím hết cả vào. Mặt tím. Cúp hết cả vào nhỉ. Linh, em Linh kia. Về bản. Kia. Hả? Có phải không? À không phải. Ui giời. Chào mừng em về với bản. Đúng rồi, tập thoại đi anh, tập thoại đi. Chào mừng em đến với bản. Đây nhá, ví dụ như anh là Thủy Tiên nhá. Anh là Thủy Tiên. Đấy đấy, xong Linh đang quay như này, kiểu quay ra bất ngờ nhá. Đấy đấy. Xong. Từ. Quay sang bên trái. Tiên kìa. Ôi. Anh Linh. Chào mừng em đến với bà. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Okay. Bây giờ về khách sạn. Về bán. Đó, về khách sạn, cất vali. Cất vali. Tự nhiên là xuống đã về khách sạn, về cất vali để lên bàn. Rồi. Ui giời. Chào mừng em về với bà nào. Khách sạn cất vali, làm lại nhá. Làm lại nào. Thôi làm gì đấy, ra đi đi. Mấy ông lầy quá. Bắt đầu chưa? Gặp hoa hậu bình thế giới vừa về bây giờ Lily. Nhìn sang bên phải, nhìn. Anh Linh kìa, Linh. Học luôn. Anh không được ngại, anh phải tự tin lên. Lấy quá. Ngại là không lấy được vào. Phải tự tin lên. Tự tin lên. Ngại. Lấy. Bọn em đứng sau rồi. Hít sâu. Có cái nước hoa ai đốt vào mồm mà không phải tự tin lên chứ. Xịt cần nước hoa đốt vào mồm luôn. Các bạn thấy kinh khủng. Thơm. Hồi hộp ấy. Bắt đầu ấy nhỉ. Không nói như gặp lần thứ 3 rồi mà vẫn hồi hộp. Hè. Lần này nó khác lần xưa. Lần này có trực tiếp hoa, ở đây. Trực tiếp ở đây nó khác nhỉ. Như kiểu đến sân nhà mình ấy. Ba anh em mình đứng lần sau rồi. Thì người ta lên luôn nhỉ. Đây không phải theo trình tự một mình chưa? Linh kia. Linh đấy. Kia. Ô chào mừng em. Lúc đấy nhá. Mấy ông lầy quá rồi. Lúc đấy nhá gặp. Chết giờ. Tiên. Xong là Tiên sẽ nói đấy. Ăn nưng. Wow, tặng em nè. Ôi Toài. Ôi Toài đẳng cấp nhỉ. Bây giờ là vẫn đang ở trong khu vực hải quan. À, phỏng vấn Linh một tí chứ nhở? Đời cảm xúc của bạn thế nào? Đây mic đây các mày ơi. À đi mic này, mic đây. À mic đây thôi, mic đây thôi. Bên nờ cứ mic coi như là cái mic phỏng vấn. Đây thì cảm xúc thì cảm xúc ra sao lại là. Nói nhưng mà hồi hộp đấy, hồi hộp. Gì nữa? Thế thôi. Thế thôi à? Thế thôi. Hồi hộp. Phải mặn căng lên thẳng. Một tí. Đấy, căng thẳng. Đúng rồi, mặn lên một tí. Căng thẳng vào. Ở đây, đây. Đây. Mỡ. Mỡ. Lâu nhỉ. Cũng phải 10 phút rồi đấy nhỉ. Đây, Thủy Tiên sắp ra nha các bạn. Hả? Hello. À, sorry. Em không hiểu. Hello. Sao đây hả? Ôi giời. Ôi trời. Chào Thủy Tiên về với bạn. Đây. Ok, bây giờ là chắc là rồi, mình đi thì mình đi cho họ đi. Dạ. Dạ. Ok. Ui giời. Chuyến bay bất lực. Nói không một ai hiểu cái gì hết. Mà em bị bắt mấy lần lại luôn á, xong mà em nói không ai hiểu. Chắc là người ta kiểm tra thôi. Bên này người ta nói tiếng Bồ. Ờ, em không hiểu. Tặng hoa đi, mọi tặng hoa đây, chưa? Tặng hoa rồi, hoa tặng rồi. Chú bảy. Rồi, bây giờ
Đây, để em lấy cái này. Để cầm cái này cho em. Cầm hoa, cầm hoa. Linh tặng lại đi, Ủa bóng mũ ra. Ok. Bao nhiêu rồi bây giờ? Anh nó. Ủa có diễn bao nhiêu nữa? Đâu. Rồi. Nào. Vừa đấy tập như nào nói đi. 1, 2, 3. Rồi, ai thay vào chụp luôn nè. Rồi, cho anh nè, cho anh. Đây. Anh xin anh. Được quá. 1, 2, 3. Ok. Tiến đi vậy. Rồi. Vào đi. Rồi, cả thầy đó nè. Rồi. Hai vợ chồng đi. Lâu quá không gặp nhau rồi. Dạ lâu quá không gặp. Sara về tiền tôi đi chạy nhanh máy bay ấy. 1, 2, 3. Ok, okay. Xin. Cả nhà mình chụp cái. Rồi, cả nhà mình chụp. Ok. Chụp dọc á chị. À. Ngồi xuống đi bé. Ê, chị lấy điện thoại em chị chụp với. Rồi. Okay. Trời, quá tuyệt vời. Okay. Em ra lên một tấm là chụp dọc đi cho nó dễ úp hình á, chụp ngang nó khó úp lắm. Để đây anh cầm hoài. Rồi. Đấy. Đấy. Tóc à? Cho anh cầu cao tí. Rồi. Ok. Nè em cũng. Ui có quà luôn à? Việt Nam. Từ Việt Nam qua đây. Đâu Sara cầm cái Sara này. Khăn rằn. Anh biết khăn rằn không ta? Ở bên có, ở Nghệ An cũng có khăn rằn chứ đúng không? Đâu, ở cái này như ở trong miền Nam. Miền Nam mày có thôi. Miền Nam có. Đây. Đây là nó phải quấn. Ui giời. Ủa không? Nhưng mà cái đó ở không? Ê là em sợ anh không có biết. Ý là tại ở đây cái này là miền Nam là quấn kiểu nào đấy. Anh cũng để quấn nhá. Không. Đây. Đây. Này là ở miền Nam á. Mấy cái kiểu đúng rồi, dân, em thấy mọi người đi làm dân nông trong ở đây ấy. Sao rồi, anh cũng anh lật cái này lên được nè, anh che nắng. Đâu, bày anh lên đi, bày anh đi. Đó, à đây xong đi từ đây lại. Lại. Đi nè, một lần mình càng như vậy mình sợ lạnh đúng không? Không thì mình che nắng đi làm nông. À, đấy. Chú đáo quá, cảm ơn Tiên rất là nhiều. Dubai à? Tí nữa là mình sẽ khoác cái này đi bản luôn nhá. Đúng rồi, cho đỡ nắng. Đi luôn đi. Đi. Sao? Rồi, ta di chuyển đi. Đây di chuyển à. À đây anh. À đúng rồi. Đây đủ. Không, anh này chị để. Thôi anh này để chị đeo. Anh này chị để đây, không nghe tối về đây. Đây, để em đeo chị nha. Em làm mẫu á chị nha. Rồi, đây, rồi. Anh này là phải để đây, để chán đây làm này. Cho. Đấy, đấy. 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 Là xinh đẹp. Đấy. Xinh đẹp chưa? Xong. Rồi, anh em mình quá đẹp, quá đẹp. Rồi. Thôi bây giờ. Vâng, em cầm cái này cho. Dạ. Đấy, em cầm bộ hoa của em đi. Dạ, thôi em lấy thêm một cái. Chắc là để em đổi. Chắc là di chuyển này. À, cái này như kiểu hai lúa ấy. Đúng không? Ừ. À, hay lúa ấy. Hay nhỉ? Đấy đúng rồi, đắng là chùm. Chùm cái này. Chùm với cái khăn này. Giống ấy nhỉ? Giống gì? Giống Dubai thôi. Đeo quả kính đen ấy, giống Dubai thôi. Đúng không? Đúng. Thế nhưng mình sẽ thích làm hơn với Dubai sao? Ở dưới Linh có mấy con bò không? Ủa? Bò. À thế tí tí. Bò lớn chứ đều có. Hay lúa. Đây anh giúp tiền cái. Rồi bây giờ là sẽ thôi chắc là mình đi ăn một tí nhỉ. Vâng. Một tí gì đi rồi đi xuống bản luôn nhá. Đi em xuống giam bà luôn nha các bạn. Chắc là thôi. Đây đâu rồi? Đâu rồi? Ủa em lộn hả? Ừ, lộn cửa. Ủa? À. Đâu, đây mở. Bé vào bé. Em đi với anh. Hả? Em đi với anh. Con đi đây để quay không? Không, em vào đi. Đâu, em ngồi trên. Cho bé vô đó đi. Cho bé. Bé đi với anh mà. Rồi thì cho bé ngồi trước, em vào đi. Rồi, ê. Không, em. Ủa? Ra nghe. Em vào đi, em ngồi đi. Nhưng mà ra nghe à? Thì để cho bé ngồi trước. Bé quay rồi, nó dễ. À, ok. Để được. Ok. Ok. Ủa, nhưng mà bên đây còn một chỗ. Thôi, để sắp xếp
cháu bé ngồi trên đi, cho em phim chụp ảnh đi. Phở bò. Phở bò khô bên. Phở miền Nam. Phở bò, phở bò. Với có bánh mướt. Phở bò, phở bò. Phở bò. Dạ. Cho em một phở tái mà không hành không giá không đâu. Không hành không giá không đâu. Dạ. Kịp được nhiều phở. Kịp được nhiều phở. Đây để anh xa ra rồi đấy. Đi ngồi kia đi. Vị trí mà sắp xếp rồi. Chỉ kể đó là anh chị chuyển thôi. Anh ngồi em à? Đang đi về vào hầu thì tiến nhỉ? Nhưng là biến nhỉ? Không giáp, không giáp rồi. Thì hoa hồ đến chưa? Hoa hồ đến chưa? Anh em trong team em. Anh em trong team đang ngồi chờ thế mà. Không có bạn. Em muốn ké. Không, không muốn đi. Linh mời, không sao. À đúng rồi, Linh mời, Linh mời. Ờ, cho hai lớp kia tí cho cầm đi. Chắc em làm một cái like em nhé. Tiền nhá. Thông báo lên mà. Ok ok. Ok. Xong rồi là họ nói về kế hoạch của mình tương lai gì thôi. Nói về kế hoạch à? Thế thì để tiến lên đi ạ. Tiến lên sắp xếp hết rồi. Tới xong rồi anh nói sơ ba kiểu hôm bữa giờ là lúc mà làm giếng thì như thế nào, mất bao nhiêu ngày ấy. Hôm bữa anh chưa cả tay, tay bên đó mà anh ngại á. Đâu, nó đi làm. Anh ngại hơn. Đang làm. Đâu, 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 Facebook anh với gì có dùng đâu. Để các bạn thấy không? Vừa sát vào tình cảm. Đâu, vừa sát vào cho nó tình cảm tí. Dạ, chị bán. Like, like. Chị Tiến ơi, chơi chị một tí nhá. Này đánh thịt tươi. Mọi người muốn like bay mọi người luôn cũng được nhá. Không, em tag bay. Không, nhảy ba. Vâng. Đây. Đấy, âm thanh anh sao? Gì đó? Cái gì đấy? Cái này là ai sao? Ai sao? Để lại cái máy, máy. Cái máy này chim máy. Âm thanh anh sáng nè. Ok. Đó lộn luôn á. Action một cái là cái này nhìn hay nhỉ. Cái này đâu, cái này tối làm ruộng đấy, làm ruộng. Đấy. Cái này này. Đây. Đây. Cái này tối vẫn nổi. Zoom zoom. Zoom anh ạ. Zoom zoom. Đó. Chân tướng anh này không anh cũng hay không được nữa. Để chia sẻ về lịch trình luôn. Lịch trình em thì đây, đừng đây anh nói luôn. Anh đứng đây. Thôi thôi, nói đi với cháu ấy. Đi nói về lịch trình lịch trình xong em kêu anh.